Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất là hiệu nghiệm. Vậy thì đó là những bài thuốc như thế nào? Và có thực sự hiệu nghiệm như thế hay không? Thì bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của video ngày hôm nay. Thứ nhất là điều trị bệnh tiểu đường bằng cây lược vàng. Thì việc điều trị tiểu đường bằng cây lược vàng còn gây khá nhiều cái tranh cãi và cho đến nay thì chưa có cái cơ sở khoa học nào xác minh cái công dụng. Tuy nhiên thì đây là một cái bài thuốc từ kinh nghiệm dân gian lâu đời được truyền lại. Đã có một số trường hợp áp dụng theo cái phương pháp này và có cái kết quả khả quan. Dưới đây là chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là hai cái cách dùng cây lược vàng trong cái hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường như sau. Cách thứ nhất là mỗi ngày hái 6 lá lược vàng, rửa sạch và ăn mỗi lần 3 lá trước khi ăn cơm chừng 30 phút. Để thực hiện như vậy liên tục trong vòng 2 tuần thì lại ngưng 1 tuần, sau đó lại tiếp tục ăn sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái cây lược vàng để ngâm rượu sau 7 ngày có thể dùng được. Mỗi ngày uống một chén nhỏ khoảng 15 đến 20 ml trước khi ăn cơm sẽ giúp điều hòa đường huyết hiệu quả. Tuy nhiên thì cũng lưu ý tất cả mọi người rằng là trước khi có cái công bố chính xác thì hãy cẩn trọng, không nên sử dụng bừa bãi loại cây này vì trong cái thành phần có thể có những cái độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Không được tự ý bỏ thuốc điều trị nên thường xuyên đi thăm khám để theo dõi cái tình hình bệnh. Ngoài cái cây lược vàng thì còn một số các cái bài thuốc dân gian khác cũng được xem là hỗ trợ điều trị rất là tuyệt vời. Thì đây là cái bài thuốc tiếp theo, là bài thuốc thứ hai là chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay thì chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua cái việc mà dùng quả của nó. Tuy nhiên thì ít người biết rằng ngay cả thân hoặc củ của chuối hột cũng là cái vị thuốc quý. Thì các nhà khoa học đã chứng minh là trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cái cây chuối hột là đào lấy củ chuối, rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Và nếu không thể đào được củ chuối, bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột khoét ngang một lỗ để bên dưới một cái chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra, sau đó mang cái nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự, nhưng chú ý rằng là mùa mưa nước chuối hột loãng hơn nên bạn cần phải uống cái lượng nước nhiều hơn cái mùa nắng. Thứ ba là vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là cái loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài cái việc mà dùng để giải khát trong những cái ngày hè nóng nực thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh là cứ 100 g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid và 0,5% cellulose và các cái muối khoáng canxi, phosphor, sắt, rồi các cái vitamin B1, B2, PP, C và caroten. Nên đặc biệt là dưa hấu còn chứa nhiều axit folic, là một trong các cái yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ cái vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành cái bài thuốc vô cùng hiệu quả. Người bệnh dùng 30 g vỏ dưa hấu, 30 g vỏ bí xanh, sắc lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Và thuốc thứ tư là lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng cái lá ổi là cái vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời nay. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả quả ổi và lá ổi đều có cái tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các cái nguyên liệu lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước đến khi cô đọng lại còn khoảng 500 ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các cái hợp chất flavonoid có trong lá ổi giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra thì việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi sắc lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân người tiểu đường. Và cái bài thuốc thứ năm là chữa bệnh tiểu đường từ quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những cái bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y thì hạt vải vị ngọt chát, tính ôn, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường type 2.
Để phòng và điều trị cái bệnh tiểu đường tiếp 2 bằng cái hạt vải thì người bệnh có thể áp dụng theo cái bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10g pha với nước để uống sẽ cho cái hiệu quả làm giảm cái lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các cái trường hợp người bệnh tiểu đường tiếp 2 trên 40 tuổi. Quý anh chị thân mến, trên đây là 5 cái bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất là hiệu nghiệm. Tuy nhiên thì để mà sử dụng được một cách hiệu quả hơn thì quý anh chị cũng nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được nhiều cái sự lựa chọn bổ ích hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.